Chào các bạn, mình là Lâm, lớp quốc Việt Duy Anh. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn về một vấn đề. Sau tiếng bùm là diastol hay là systol? Chúng ta sẽ nói đến tim trước. Là tim có 4 buồng, thì thành của tâm thất trái sẽ dày hơn thành của tâm thất phải 3 lần. Và chúng ta sẽ nói về một thuật ngữ cardiac cycle. Đây là một hình của một chu chuyển tim. Đây là hình vẽ minh họa. Đầu tiên thì chúng ta có sóng bơi, đó là giai đoạn của khư cực nhĩ. Nửa trước sóng bơi là khư cực nhĩ phải, nửa sau sóng bơi là khư cực nhĩ trái. Sau khi khư cực nhĩ thì sẽ đến hồi cực, và cùng lúc đó thì là khư cực thất. Do cái phần này lớn nên nó phủ lên phần hồi cực của tâm nhĩ. Lúc này thì 70% máu từ tâm nhĩ, 70% máu từ đầu và chân tự do sẽ đi về tâm thất. Còn 30% máu còn lại tâm nhĩ sẽ co bóp, đẩy xuống tâm nhĩ phải và đến tâm thất phải. Ngay lúc này tâm và hai van nhĩ thất sẽ đóng và chúng ta nghe tiếng bùm. Tiếp đến là QRS, là giai đoạn co đảnh trường và co đảnh trương. Tiếp theo là hai buồng tâm thất sẽ co bóp, đẩy máu tống ra khỏi hai van động mạch chủ và động mạch phổi. Sau đó là đến hồi cực thất, hai van động mạch phổi và động mạch chủ sẽ đóng lại, nghe tiếng tắc. Cùng lúc đó hai van nhĩ thất sẽ mở ra và cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ liên bơm máu sẽ di chuyển liên tục vậy và chu kỳ kéo dài.